Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Bình luận viên và những câu nói kém duyên trên truyền hình. Tối ngày 1 tháng 12, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một chiến thắng hết sức ngoạn mục trước U22 Indonesia tại vòng bảng SEA Games 30. Sau trận đấu, bình luận viên Quốc Khánh trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi có hành động được cho là cợt nhả mỉa mai thủ môn Bùi Tiến Dũng sau pha chụp bóng lỗi. Đây không phải là lần đầu tiên bình luận viên Quốc Khánh nhận gạch đá từ dư luận bởi những phát ngôn của mình. Cùng Mr. Zero tổng hợp lại những câu nói kém duyên trên truyền hình của các bình luận viên nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Ba. Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi hả? Anh Hồng Quang, anh có nghe thấy tín hiệu từ trường quay hay không ạ? Những ngày gần đây, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang vô cùng háo hức với các trận đấu trong khuôn khổ giải SEA Games 30. Các trận đấu của đội U22 Việt Nam hầu hết diễn ra vào lúc 15 giờ hoặc 19 giờ nên thu hút đông đảo sự theo dõi của khán giả. Xoay quanh câu chuyện của người hâm mộ bóng đá không chỉ là kết quả của những trận cầu nảy lửa mà còn là những lời bình luận của các bình luận viên bóng đá. Hôm nay, hãy cùng Mr. Zero điểm qua một số bình luận viên và những câu nói kém duyên của họ trên sóng truyền hình. 1. Biên tập viên Quốc Khánh. Vốn là một gương mặt MC có tiếng của đài truyền hình VTV, biên tập viên Quốc Khánh hiện đang vấp phải chỉ trích nặng nề từ phía cộng đồng mạng liên quan đến việc phát ngôn được cho là kém duyên trong phần bình luận trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia vừa qua. Theo đó, khi tất cả khách mời đang nhắc đến bàn thua của đội nhà, thì Quốc Khánh đã bất ngờ rút điện thoại và nói: "Alo, Văn Lâm đấy ạ. Nếu như không có việc gì thì Lâm có thể đặt vé đến Manila ngay lúc này được không ạ? Chúng tôi đang rất cần người." Hành động này đã khiến nhiều người cho rằng Quốc Khánh đang chế giễu Bùi Tiến Dũng. Sau sự cố, biên tập viên Quốc Khánh đã bị khán giả, người hâm mộ yêu cầu xin lỗi Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, anh lựa chọn cách im lặng trước scandal. Thay vào đó, một MC giấu tên đã lên tiếng minh oan cho Quốc Khánh. Người này cho hay Quốc Khánh vì muốn chữa cháy cho khách mời chưa kịp bắt máy mà lại có một cuộc gọi đến cho nên mới đùa như vậy. Tuy nhiên, lời bào chữa này có vẻ như là chưa làm hài lòng khán giả cho lắm. Cùng với nhiều lời chỉ trích, cộng đồng mạng còn truyền tay nhau thông tin cho rằng biên tập viên Quốc Khánh vì quá áp lực với dư luận nên phải tạm thời khóa Facebook. Cùng với đó, nam MC còn đối diện với mức án phạt cấm 2 tháng lên sóng của đài VTV. Tuy nhiên, theo những gì tìm hiểu được thì tài khoản Facebook của biên tập viên Quốc Khánh hiện vẫn đang hoạt động bình thường. Thêm vào đó, trên cổng thông tin của đài truyền hình Việt Nam, vụ ồn ào của biên tập viên Quốc Khánh cũng không được nhắc đến, cho thấy tin đồn cấm sóng thực chất cũng chưa được xác minh. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Quốc Khánh nhận gạch đá từ dư luận bởi những phát ngôn của mình. Trước đó, vào cuối năm 2018, trong một chương trình giao lưu với Quang Hải, một trong những cầu thủ được đánh giá cao sau chiến thắng của đội nhà tại AFF Cup năm 2018, anh đã đưa ra câu hỏi kém duyên về cú ngã trên sân cỏ là đau thật hay đau chiến thuật khiến nhiều người bất ngờ. Sau câu hỏi, Quang Hải ngượng ngùng, bẻ sang chuyện khác nhưng loạt nghệ sĩ đã bất bình thay cho nam cầu thủ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung viết trên trang cá nhân qua câu hỏi trận tối qua em té đau thật hay là đau chiến thuật, chúng ta có thể thấy được sự thật thà đáng quý của Quang Hải và sự vô duyên của MC. Văn Lâm à? Có phải Văn Lâm không à? Vâng. Nếu như mà không có việc gì thì Lâm có thể đặt vé để sang Manila khẩn trương. Tôi đang rất cần người. 2. Biên tập viên Tạ Biên Cương, Tiến Dũng. Từ lâu, biên tập viên tại Biên Cương và những đồng nghiệp đã là chủ đề đàm tiếu của fan túc cầu khi bình luận các trận đấu bóng đá trên sóng VTV. Ở trận chung kết World Cup năm 2018 mà Pháp thắng Croatia 4-2 để vô địch, biên tập viên tại Biên Cương và Tiến Dũng lại khiến fan túc cầu đau đầu với phát ngôn kỳ cục và sai kiến thức. Đề cập đến chuyện Lovren tự nhận là trung vệ hàng đầu thế giới khi lừa Liverpool vào chung kết Champions League và Croatia đến chung kết World Cup năm 2018. Bình luận viên tại Biên Cương tuyên bố nếu anh ghi bàn trong tình huống trước khung thành Pháp thì fan mới công nhận điều này. Không biết từ khi nào, việc ghi bàn được xem là thước đo để đánh giá trung vệ có xuất sắc hay không. Sang hiệp 2, vào thời điểm Croatia bị đội quân huấn luyện viên De Sam dẫn 3-1 và rất khó lượn ngược dòng như các trận vòng 1-8, tứ kết hay bán kết, biên tập viên tại Biên Cương và Tiến Dũng thay phiên nhau nói Pháp không phải Nga, Anh hay Argentina, ba đội thuộc Croatia trước đó. Tất nhiên, Pháp làm sao là đội bóng khác được, vì thế đây được xem là sự so sánh thừa thãi của hai bình luận viên VTV.
Vào thời khắc toàn đội tuyển Pháp chuẩn bị nhận cúp vàng, tại biên cương ít nhất hai lần so sánh huấn luyện viên The Sam là Napoleon của bóng đá vì giành chức vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Napoleon là một trong những vị chỉ huy vĩ đại nhất lịch sử quân sự thế giới. Dưới trướng của Napoleon, các lực lượng Pháp tuần hoành khắp châu Âu, san bằng nhiều đế chế và khuất phục những đối thủ mạnh nhất của họ. Thế nhưng, dù tài năng và lập những chiến công như vậy, Napoleon cuối cùng cũng bị khối liên minh thứ 6 gồm Nga, Áo, Phổ và Anh Quốc đánh bại. Vì thế, sự so sánh giữa The Sam với Napoleon của tại biên cương được xem là khập khiễng và chẳng liên quan gì đến nhau. Trong khi đó, biên tập viên Tiến Dũng nắm không rõ kiến thức bóng đá nhưng cũng hay chém gió. Khi Mbappe ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho đội tuyển Pháp trước Croatia và có pha lập công thứ tư ở World Cup năm 2018, Tiến Dũng phán rằng tiền đạo 19 tuổi vượt qua vua bóng đá Pelé vì huyền thoại Brazil chỉ ghi được 3 bàn trong lần đầu dự World Cup năm 1958. Thực chất, Pelé ghi tới 6 bàn ở World Cup năm 1958, trong đó có 2 bàn trong trận chung kết giúp Brazil thắng Thụy Điển năm 2 để đăng quang. Vua bóng đá đến nay vẫn giữ vững kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết World Cup 17 tuổi và 249 ngày. Chưa hết, lúc ống kính camera cho thấy Steven Mandanda đang vui vẻ mừng trước vô địch, Tiến Dũng phán rằng thủ môn dự bị của đội tuyển Pháp không được ra sân trận nào ở World Cup năm 2018. Thông tin này hoàn toàn sai vì thủ môn Mandanda bắt chính trận Pháp hòa Đan Mạch 0-0 ở lượt cuối vòng bảng. Theo nhiều fan túc cầu giáo, tại biên cương, Tiến Dũng và các đồng nghiệp ở VTV nên bớt chém gió để hạn chế bị dè biểu và bóc mẻ cái sai trên mạng. 3. MC Thiên Vũ Tường Vi. Không ngoài dự đoán, tên của tiền vệ số 19 Nguyễn Quang Hải được xướng lên cho danh hiệu quả bóng vàng năm 2018. Thế nhưng, trong thời khắc trao giải, Quang Hải, Anh Đức và hai cựu cầu thủ Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức cùng Hoa hậu Tiểu Vi, ca sĩ Harry Won đã lâm tình huống vô cùng khó xử bởi phần dẫn dắt thiếu chuyên nghiệp và kém duyên của cặp MC Thiên Vũ Tường Vi. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng cặp MC Thiên Vũ Tường Vi đã để quá nhiều cảm xúc cá nhân dẫn đến những bình luận và nhận xét thiên vị cầu thủ Nguyễn Quang Hải quá trớn. Những gợi ý của họ cũng làm cho chính Quang Hải cảm thấy khó chịu trước người đồng đội Nguyễn Anh Đức đang bên cạnh. Cụ thể, ở phần chuẩn bị xướng tên lên người đoạt danh hiệu quả bóng vàng, MC của chương trình cứ liên tục nhắc đến cái tên Quang Hải trong khi phong bì chưa được mở ra. Thậm chí, MC cũng liên tục đưa ra câu hỏi, ai sẽ là quả bóng vàng với khách mời là hai cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hồng Sơn, khiến cho hai cười này liên tục tìm cách né tránh, không nói tới hoặc là có những câu trả lời mang ý tôn trọng cả hai cầu thủ. Ở tình huống tương tự, Hoa hậu Tiểu Vi và ca sĩ Harry Won, khách mời công bố danh hiệu quả bóng vàng cũng bị MC cài độ đưa ra dự đoán giữa Anh Đức và Quang Hải. Chị nghĩ ai sẽ là người đoạt danh hiệu quả bóng vàng? Harry Won đều nói rằng tôi yêu quý cả hai cầu thủ và rất hồi hộp không biết ai sẽ đoạt danh hiệu này. Kết thúc chương trình, cả hai đã bị cư dân mạng tấn công tài khoản Facebook dùng những lời chỉ trích thậm tệ. Trước bão dư luận, Thiên Vũ đã nhanh tay khóa chức năng bình luận, còn Tường Vi vẫn phải nhận gạch đá đủ để xây nhà. Không chỉ có những bình luận viên và các MC về bóng đá để lại những câu nói kém duyên trên truyền hình, mà rất nhiều đồng nghiệp của họ từng dính vào những tình huống sảy miệng tương tự. Những người dẫn chương trình dưới đây chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc đáng xấu hổ trước khán giả của mình. 4. MC Minh Hằng – Buổi trưa vui vẻ. Vào cuối tháng 7 năm nay, MC Minh Hằng của chương trình Buổi trưa vui vẻ cũng là một trong những người nhận về nhiều gạch đá bởi câu nói kém duyên trên sóng truyền hình. Theo đó, trong chương trình Buổi trưa vui vẻ, với sự tham gia của cặp đôi Jack và KICM, MC đã có một câu hỏi rằng, trong hai người, ai là người bừa bộn nhất? Câu trả lời của Jack và KICM là không ai bừa bộn cả. Ngay sau câu trả lời, nữ MC vô tư nhận xét về khách mời rằng, đây là động vật quý hiếm cần được bảo tồn. Dù KICM và Jack đều tỏ ra khá thoải mái với lời nhận xét, nhưng cư dân mạng lại cho rằng, vị trí là một MC chuyên nghiệp thì câu nói của Minh Hằng khá vô duyên vì xúc phạm người khác. 5. Biên tập viên Lê Bình. Là một biên tập viên kỳ cựu của VTV, nhưng biên tập viên Lê Bình cũng mắc phải sai lầm khá nghiêm trọng. Hồi đầu năm 2011, trong một bản tin phát sóng trực tiếp do biên tập viên Lê Bình dẫn, sau phần kết nối giữa phóng viên thường trú Mỹ và khách mời sẽ trả lại sóng cho biên tập viên, nhưng do trục trặc kỹ thuật, trên màn hình vẫn hiện lên hình ảnh, tiếng nói của khách mời và phóng viên. Bực mình với sự cố này, biên tập viên Lê Bình đã cau mày buộc miệng nói, cái bọn điên này. Ngay lập tức, đoạn clip lỡ miệng được cộng đồng mạng lan truyền chóng mặt và biên tập viên Lê Bình nhận nhiều lời bình phẩm chỉ trích. Sau đó, biên tập viên Lê Bình đã lên tiếng nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới khán giả về sự việc này. Đây là một bài học kinh nghiệm đắt giá cho các MC dẫn chương trình trực tiếp. Có thể ông sẽ nâng cái mức độ nghiêm trọng lên. 6. MC Lê Minh Ngọc. Vào năm 2013, khi còn là biên tập viên trẻ của đài truyền hình HTV1, Lê Minh Ngọc cũng vướng lỗi sảy miệng trên sóng truyền hình khi đứng sóng bản tin an toàn giao thông. Cụ thể, sau khi cung cấp thông tin tình hình giao thông tại các tuyến đường trong những ngày quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh lại vô tình nói thêm.
chúng ta nên nhớ chấp hành đúng luật lệ giao thông cũng như là sự điều khiển của lực lượng cảnh sát chức năng để chúng ta có một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui và an toàn. Câu nói thêm một cách vô tình nhưng lại trở thành bài học đắt giá cho MC trẻ. Sau đó, chính nam MC phải lên tiếng cầu mong sự thông cảm của dư luận. Để chúng ta có được một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui và thật an toàn. 7. MC Yumi Dương. Cũng trong năm 2013, nữ MC Yumi Dương lần đầu lên sóng truyền hình quốc gia với vai trò MC của chương trình The Voice. Trước đó, Yumi Dương quen thuộc với thính giả qua vai trò phát thanh viên, thế nên lần lên sóng đầu tiên khiến nữ MC gặp phải tình huống trớ trêu. Thay vì kêu gọi một hành động thiết thực hơn để chia sẻ với đồng bào bão lũ, Yumi đã vô tư xin khán giả một tràng pháo tay cho nạn nhân vùng lũ. Điều đáng nói đó là thời điểm cả nước đều hướng về người dân miền Trung, nơi đang hứng chịu những thiệt hại về người, về của do bão lũ gây ra, thì câu nói của MC trẻ lập tức bị công kích, ném đá. Dù sau đó, Yumi Dương đã lên tiếng thanh minh, nhận lỗi cũng khó xoa dịu được bức xúc của dư luận. Vừa rồi, chính là những câu nói kém duyên trên truyền hình của các bình luận viên. Nếu danh sách này vẫn còn thiếu một câu nói nào đó, hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!